chín ngón chào anh em 63 tỉnh thành trên đất nước Việt Nam. Ngày hôm nay tôi và hai anh em media đi ăn tại nhà hàng Đức Hạnh. Nhà hàng Đức Hạnh cách mặt biển 150m, cách Sun Group 100m, địa chỉ đường Hai Bà Trưng, đường Thanh Niên Cải Dịch, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn. Đi vào sảnh có ông anh chào đón, đưa đến tận bể hải sản tươi sống luôn. Ở đây có đủ tất cả các loại hải sản, ghẹ, tôm hùm, ốc hương và các loại hải sản khác nữa. Thử thách bắt con cá trình, ui ui nó trơn quá anh em ạ. Anh em nhìn đi, con cua thịt này nhìn thật béo bỡ quá. Còn đây là con mực siêu to khổng lồ. Lát cho mày lên cháo nhé. Anh lấy cho em con này với con kia nhé. Trước khi đồ ăn ra, mọi người cùng Long lên check in không gian xem ở đây như thế nào nhé. Đi lên trên gặp hai em nhân viên nam rất chi là chu đáo, nhiệt tình ghê. Không gian sạch sẽ, bàn ghế như khách sạn 5 sao luôn anh em ạ. Còn kế bên là phòng VIP 1, phòng VIP này có thể chứa được 100 khách, có thể tổ chức tiệc trong này cho mọi đoàn khách. Ban công thì đối diện Sun Group. Ở đây anh em có thể thấy nhạc nước mỗi tối thứ bảy. Còn đây là bàn Long Đạt, phòng VIP 2. Có hai nhân viên nữ chào đón thích ơi là thích. Kiểu này mê nhân viên chỗ này luôn. Menu thì các bạn có thể lên bàn rồi gọi món hoặc chọn đồ bên dưới và bảo bên bếp nấu món mình yêu thích nha. Hóng mãi, cuối cùng con cá trình đã được đưa lên mâm đây anh em. Con cá này thơm lắm anh em ạ. Ui thơm phức. Đây là món sam trứng nướng mỡ hành, ốc hương, sốt bơ, tôm nướng, mực chiên. Có cô bé cứ bảo idol cứ để em rót bia 10 điểm cho sự nhiệt tình của nhà hàng này. Anh em cùng thưởng thức với Long nhé. Wow, lần đầu tiên Long được ăn con sam trứng ngon thế này anh em ạ. Trứng của nó khá là thơm, phủ trên trứng là một lớp mỡ hành, ăn khá tròn vị anh em ạ. Lòng ở Lào mãi cần ăn bốc vàng. Đây là món tôm nướng nha anh em. Và đây là món cá trình cuốn gỏi. Anh em tới nhà hàng ăn thử món này, mình đảm bảo anh em nghiện luôn. No quá anh em ạ. Ăn xong đi xuống thì để ý dưới đây có rất nhiều hàng khô và bày ra bán mang về cho khách hàng có nhu cầu. Nhà hàng này làm tại Sầm Sơn được 30 năm rồi nên hàng ở đây rất chuẩn và uy tín nha anh em. Lúc ra về thì có anh trai ban đầu ra ôm và bắt tay mình. Mọi người tại nhà hàng này rất thân thiện. Nếu mà chấm điểm cho nhà hàng này thì mình chấm 10 điểm cho nhà hàng này luôn. Đồ ăn ngon, phục vụ tốt, rất chuyên nghiệp. Long xin ngón cảm ơn tất cả anh em 63 tỉnh thành đã xem video này của Long. Nếu mọi người về Sầm Sơn du lịch có thể gọi mình hoặc tới nhà hàng alo cho mình, anh em giao lưu nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất.